Cổ nhân giảng, thấu hiểu 5 điều này để sống trí tuệ, khoáng đạt và an nhiên tự tại. Thưa quý vị, cuộc đời giống như một vở kịch đầy những điểm vui và nỗi buồn. Chỉ có tu dưỡng một tâm linh trong sáng và một trí tuệ minh tỏ thì người ta mới cảm nhận được những điều tuyệt diệu của nhân sinh. Vấn đề này, Trang Tử đã để lại 5 chỉ dẫn tràn đầy trí tuệ và triết lý. Lĩnh hội được chúng, cuộc sống của một người sẽ càng khoáng đạt, tự tại hơn. Hãy cùng phân tích về 5 điều này. Nếu thấy video này hay, ý nghĩa, quý vị hãy dành tặng kênh một like, một đăng ký kênh. Đó là động lực lớn nhất để ban biên tập chúng tôi ra tiếp video. 1. Trân quý bản thân mới có thể trân quý người khác. Trang Tử nói, đạo không nên lẫn lộn. Lẫn lộn sẽ nhiều chuyện. Nhiều sẽ hóa phức tạp, mà phức tạp sẽ hóa phiền phức. Phiền phức sẽ hóa ưu sầu, mà ưu sầu thì không thể cứu chữa. Từ cổ chí kim, con người ta đều trước tiên là lập thân rồi mới có thể giúp được người. Có rất nhiều việc trong cuộc sống, một khi nhiều lên sẽ trở nên phức tạp. Một khi phức tạp rồi sẽ biến thành hỗn loạn. Càng hỗn loạn sẽ càng dễ dẫn đến tai họa. Do đó, muốn giải quyết sự tình thì cái gốc là tâm tính của bản thân phải nắm cho thật vững. Có như vậy mới không bị mê lạc. Nho gia cũng giảng, con người trước hết phải tu thân, tề gia sau đó mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Vì vậy, muốn học cái chân quý, người khác trước hết phải trân quý chính bản thân mình. 2. Biết lượng sức mình mới có thể thành đại sự. Trang Tử giảng rằng, con châu chấu dùng cái chân bé xíu của mình mà đá vào bánh xe ngựa, đương nhiên là thất bại. Đây bởi là vì châu chấu đã đánh giá quá cao bản thân, thiếu hiểu biết bản thân nên mới dẫn đến kết quả thảm hại. Lão Tử cũng giảng, biết người là trí, tự biết mình là minh. Một người chỉ có thể hiểu biết chính mình thì mới không rơi vào tự phụ hoặc tự ti. Mỗi người đều phải hiểu được ưu nhược điểm của bản thân mình thì mới có thể đánh giá, nhận thức đúng về chính mình. Hiểu chính mình mới không đánh giá quá cao hay quá thấp sự việc, từ đó mới tránh được tổn thất. 3. Nhìn không thuận mắt là do bản thân tu dưỡng chưa đủ. Trang Tử nói, không phán xét chuyện thị phi, bởi đó là chuyện của thế tục rồi. Có những sự tình xảy ra trong cuộc sống thật khó để phân định rạch ròi. Bởi vậy, Trang Tử cho rằng là một người trí tuệ và sáng suốt thì không nên đi tranh biện thị phi, mà nên học cách coi chúng là những điều tất nhiên sẽ xuất hiện ở đời. Thế giới vô cùng rộng lớn, mỗi người lại đều có lập trường và cách nhìn nhận riêng của mình. Người trưởng thành là người biết đặt mình vào người khác để xem xét, suy nghĩ, lấy thiện đối đãi người, biết đứng ở góc độ của người khác mà nhìn nhận vấn đề. Một người ấu trĩ chỉ biết sống với suy nghĩ của mình, với thế giới nhỏ bé của mình, luôn so đo tính toán được mất thì nhìn đâu cũng thấy không vừa ý. Nhân sinh trên đời, sự tình không vừa ý có rất nhiều. Học cách tươi cười bỏ qua thì mới ung dung, thản đãng. 4. Việc không thể làm, thuận theo tự nhiên. Trang Tử nói, người chú trọng tu dưỡng bản thân, cho dù là bi ai hay vui sướng, cũng không dễ dàng khiến họ bị ảnh hưởng. Họ biết thế sự gian nan, không thể làm thì an nhiên theo mệnh. Đây chính là cảnh giới cao nhất của tu dưỡng đạo đức. Đời người có thăng trầm buồn vui, mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết. Cuộc đời có bất kỳ ai cũng không thể hoàn mỹ. Cho nên, học được cách điều chỉnh tâm thái của bản thân, tận trách nhiệm và nghe theo thiên mệnh, thích ứng với hoàn cảnh thì mới trở thành người sáng suốt, làm chủ được đời mình. 5. Nội tâm trong sáng mới không bị mê lạc. Trong Trang Tử Nhân Gian Thế có viết, đừng nghe bằng tai mà phải nghe bằng tâm. Sau đó chớ nghe bằng tâm mà phải nghe bằng khí. Tai không nghe âm thanh bên ngoài, tâm không tưởng đến sự vật bên ngoài. Khí vốn hư không, nên lấy nó mà tiếp đái sự vật. Chỉ có đạo tập trung trong hư không. Hư không là tâm trai tịnh. Tâm của con người mà thứ phức tạp nhất trên đời.
nhưng cũng có thể từ đó mà bồi dưỡng ra đại trí tuệ. Bởi vì chúng ta có thể dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn, dùng tâm để suy tưởng. Mặc dù vậy, suy cho cùng thì những cảm quan này đều có giới hạn. Chỉ có khống chế được dục vọng, ham muốn mới có thể nhẹ nhàng thoát khỏi những bụi bặm của lo âu và mê man, mới khiến nội tâm trong sáng hơn, từ đó ít mắc sai lầm hơn. Trang Từ cũng từng nói, thị dục thâm giả thiên kỳ thiện. Ý nói một người có dục vọng quá nhiều sẽ tồn tại nhiều khuyết điểm về trí tuệ và tâm tính, trở nên mê muội và vô tri. Gia Cát Lượng cũng từng nói, không đạm bạc trí bằng sáng soi, không tính tâm tiến xa chẳng nổi. Con người sống trên đời nếu có thể có được trí tuệ minh bạch, giống như một hồ nước thật sâu, luôn bảo trì được sự an tĩnh, đơn giản và đạm bạc, thì mới có thể nuôi dưỡng được vạn vật, gặp sóng lớn mà không khinh. Để tiếp theo chương trình, xin mời quý bạn cùng lắng nghe Trang Từ, cái gốc của đời người là chung sống với chính mình. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nếu ai có thể chiến thắng bản thân, thì người đó có thể chiến thắng tất cả. Câu nói này được khá nhiều người tâm đắc. Nhưng bạn hãy suy ngẫm mà xem. Chúng ta đã học quá nhiều thứ, giáo điều về cách làm thế nào để chung sống với người khác, nhưng lại quên mất một điều căn bản nhất. Đó là học cách chung sống với bản thân mình. Bởi vậy Trang Từ bàn rằng, người biết ở một mình mới được coi là tôn quý. Chúng ta thường nói về sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, hay con người và xã hội. Kỳ thực điều quan trọng nhất lại là sự hài hòa với chính bản thân mỗi người. Trong nội tâm chúng ta có những dục vọng bất tận, cũng có những mâu thuẫn vô cùng vô tận. Chi bằng hãy nhìn lại nội tâm mình, trong đó có biết bao vọng tưởng đang ngục lặng, có bao nhiêu cảm xúc vương vấn mãi chẳng nguôi. Trong dòng suy nghĩ miên man không dứt này, chúng ta như chiếc thuyền đơn độc đang ngả nghiêng trên đầu những con sóng dữ. Lúc thì lệch sang bên này, lúc lại bị kéo sang bên kia, chẳng mấy phút nào được tính lại. Chỉ khi học được cách chung sống với chính mình mới có thể giữ được sự hài hòa thân tâm. Học cách chung sống với bản thân mới là điều căn bản của đời người. Người biết ở một mình mới được coi là tôn quý. Trang Từ nói, độc hiếu chi nhân, thi vị, trí quý. Ý nói rằng, người biết ở một mình mới được coi là tôn quý. Độc hữu, ở đây chỉ sự tự do tự tại, sự hài hòa tự thân, hoàn thiện bản thân, cũng chính là biết cách chung sống với chính mình. Một mặt con người phải phát huy năng lực của bản thân để phục vụ xã hội, khiến mình có ích cho sự phát triển của xã hội. Mặt khác, chúng ta phải độc hữu, ở một mình, khiến sinh mệnh của bản thân luôn ở trạng thái tích cực, hài hòa, trở thành một người chí quý, tôn quý. Một câu vừa thể hiện tư tưởng nhập thế của Nho gia và tư tưởng tu dưỡng thân tâm của Đạo gia. Làm thế nào để chung sống với chính mình? Làm thế nào mới có thể hóa giải sự cô đơn? Làm bạn với thời gian, đó là bài học tu dưỡng tất yếu của mỗi người. Cô độc là điều không thể tránh khỏi. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, không có một bóng người. Tận nơi nội tâm sâu thẳm, chúng ta khao khát được người khác thấu hiểu, khao khát được người khác tiếp nhận, nhưng quen biết khắp thiên hạ, chi kỷ hỏi được mấy người. Huệ Từ là người bạn thường hay biện bạch với Trang Từ, nhưng lần nào ông cũng bị Trang Từ vặn tới, tối tăm mặt mũi. Sau này, khi Huệ Từ qua đời, Trang Từ đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn miêu tả về sự cô độc vì mất đi người bạn tinh thần như sau. Một người trên mũi nổi một chấm đen như nốt ruồi. Ông nhờ người thợ làm đá cắt đi cho mình. Người thợ làm đá vung rìu lên, tiện tay vạt chấm đen đó đi, và chiếc mũi không mảy may xước sát, mặt người ấy cũng không biến sắc. Sau khi biết chuyện, Tống Nguyên Quân cho gọi người thợ làm đá đến, nói ông ấy cũng làm thử như vậy cho xem. Người thợ làm đá đáp rằng, trước kia tôi có thể làm được như vậy, nhưng hiện tại thì không, vì người bạn đồng hành của tôi đã sớm qua đời rồi. Không một ai có thể chung sống bên cạnh chúng ta thời thời khắc khắc, chọn một đời. Trong dòng thời gian đằng đẵng, những nhóm người ôm ấp, náo nhiệt bên nhau, khiến con người cứ ngỡ rằng
đây là trạng thái bình thường của cuộc sống. Kỳ thực, cô độc mới là trạng thái vĩnh hằng của kiếp người. Điều chúng ta có thể làm chỉ là đối mặt với sự cô độc, sau đó tìm ra một con đường chung sống với chính mình tốt hơn mà thôi. Thản nhiên chấp nhận và hoàn thiện bản thân. Trang Tử nói, chi kỳ bất khả nại hà nhi, an chi khổ mệnh. Ý rằng, đã biết chẳng thể làm khác được thì hãy yên phận. Chúng ta đều có những chỗ thiếu sót, đều từng thất vọng, đều có những vấn đề hóc búa. Chúng là một phần của sinh mệnh. Chỉ khi chấp nhận những sự thực này, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc đời. Có câu rằng, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nếu ai có thể chiến thắng bản thân, người ấy sẽ có thể chiến thắng tất cả. Sở dĩ mọi người nói như vậy là bởi suốt một thời gian dài, con người đều đang tôn sùng tư tưởng nhân định thắng thiên, mang theo dục vọng chinh phục tất cả. Kỳ thực trong quá trình đối diện với bản thân mình, không có chuyện thắng thua. Việc hiểu rõ mình sẽ giúp bạn không ngừng tự khám phá bản thân, không ngừng tự hoàn thiện chính mình. Tiềm năng của mỗi người là khác nhau. Thành công đơn giản chỉ là đạt được giới hạn cao hơn của mình mà thôi. Xét về ý nghĩa này, thì hoàn thiện bản thân là biết cách đánh giá đúng đắn về chính mình, là có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Sinh mệnh không phải để so sánh, cũng không phải để chiến thắng một ai khác, mà là chấp nhận và hoàn thiện bản thân mình. Thường đi sâu vào nội tâm, tự thức tỉnh mình, thấu hiểu bản thân mới biết được thiếu sót, hiểu được phương hướng cũng như mơ ước của mình. Hãy chấp nhận bản thân và không ngừng nỗ lực, biến sinh mệnh của mình trở thành một món quà. Một người đối đãi với thời gian của mình như thế nào, thể hiện thái độ sống của người đó. Trong khoảng thời gian hữu hạn, chân quý này, quá bận tâm hay lấy lòng người khác, chi bằng tự tu dưỡng và hoàn thiện chính mình. Cô độc không hề đáng sợ, điều đáng sợ là lãng phí thời gian một cách vô ích. Khi ấy, ngoài khuôn mặt oán giận ra, chúng ta chẳng thể làm nên công trạng gì. Học cách chịu đựng và hưởng thụ sự cô độc. Trang Tử nói, độc xứ thiên địa, tinh thần vãng lai. Ý rằng, cô độc kết nối với tinh thần của trời đất. Cô độc có thể trở thành một nét đẹp, cho nên sự cô độc hoàn toàn không đáng sợ như rơi xuống vực sâu hay một mình bước trên lớp băng mỏng. Chúng ta có thể hưởng thụ sinh mệnh khi ở một mình. Ở một mình thường khó tránh khỏi những phút cô đơn, nhưng chính vì cô đơn, chúng ta mới có thể làm những việc mình yêu thích. Có thể ở một mình liên quan tới khí chất của một người. Nó bắt nguồn từ năng lượng tự thân của bạn, sẽ mang đến cho bạn sự tự tin, không cần dựa dẫm vào những yếu tố bên ngoài. Cô độc và ở một mình thường rất khó khăn. Khi đối mặt với nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, thì sự vô vị cũng bao trùm lấy bạn. Con người thường cảm thấy nhàm chán và ngày càng trở nên vô vị hơn. Nhưng chỉ cần nội tâm trở nên phong phú, thì sự nhàm chán kia sẽ được phân tách từng ngày, tới khi hoàn toàn biến mất. Phụ nữ thường khát khao tìm kiếm cảm giác an toàn từ người bạn đời. Kỳ thực, nếu phụ nữ quen ở một mình, họ sẽ biết cách tìm thấy cảm giác an toàn cho bản thân một cách thiết thực hơn. Giấu cho sự cô đơn và cuộc sống một mình khó nhẫn chịu thế nào, chúng ta cũng nhất định phải kiên trì cho đến khi bản thân hứng thú với cuộc sống này. Khi ấy, bạn sẽ thực sự cảm thấy được dư vị của sinh mệnh, cùng chung sống hài hòa với nó và có được năng lực vượt qua khỏi cuộc sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Nếu như phút giây này dấu đang ở giữa dòng người hân hoan nhưng bạn vẫn cảm thấy cô độc, vậy thì hãy cho sự cô độc của bản thân một cơ hội. Bạn chưa biết rằng cô độc cũng tuyệt vời nhường nào đâu. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video này hay, hấp dẫn, hãy like, share và đăng ký kênh cho đội ngũ biên tập để có thêm động lực quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.